tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý lỗi kẹt giấy của máy photocopy màu Ricoh Apicio MP6501. Khi mà giấy bị kẹt trong máy thì chúng ta nhìn ở trên màn hình. Ở trên màn hình cũng có cái biểu tượng máy photocopy và chỉ các điểm kẹt giấy trong máy. Thế thì chúng ta xem cái chỉ dẫn ở trên máy giấy kẹt ở vị trí nào. Thế máy sẽ hướng dẫn mở cửa. Chúng ta bấm next và hướng dẫn cách vị trí kẹt lấy giấy ra. Rồi next. Ở đây có 6 bước và chúng ta bấm next 6. Thì chúng ta vừa xem cái hướng dẫn ở trên máy và bây giờ chúng ta thao tác. Đây, chúng ta mở cái cửa trước đó ra và chúng ta thao tác đúng như cái hướng dẫn. Và ở trong máy chúng ta nhìn thấy tất cả các điểm màu xanh như ở trên cái màn hình máy cũng đã hướng dẫn rất là rõ những điểm màu xanh. Chúng ta nhìn có cái điểm V2 của mũi tên, chúng ta bật theo kiểu mũi tên kéo ra. Ta thấy tờ giấy kẹt. Khi mà chúng ta chụp nhân bản thì tờ giấy có thể kẹt ở rất nhiều vị trí và chúng ta nhìn thấy tất cả những cái điểm mà nhà sản xuất đã đánh dấu màu xanh này, cho phép chúng ta can thiệp vào. Chúng ta có thể mở ra, ở đây ta đánh mũi tên để mở ra này, hoặc là chúng ta xoay tròn này, đấy, xoay tròn này, mở ra này. Đấy, đóng lại, mở ra đóng lại này. Xoay này, có cái những cái mà xoay tròn này. Đấy, tờ giấy ở vị trí này ta lấy ra. Còn những cái điểm màu xanh ở đây, tất cả những cái điểm đánh dấu màu xanh này chúng ta bấm lên này, mở ra này. Đấy, và những cái mấu xoay tròn này. Xoay tròn hoặc là mũi tên này. Mở ra đóng lại. Có tất cả những cái điểm màu xanh ở bên chúng ta mở kiểm tra tất cả hết những cái điểm màu xanh. Khi mà lấy thì chúng ta đóng lên, đóng ra chiều trên, đóng hết đi. Và đây những cái màu xanh E3 có mũi tên, chúng ta mở kéo ra. Và nhìn những cái điểm màu xanh đang mở ra. Chúng ta xoay, xoay lên chiều mũi tên. Em mũi tên bấm xuống mở ra từ giấy ở trong này. Khi lấy hết giấy ra chúng ta đóng và điểm bên cạnh một cái đánh dấu màu xanh là bút, chúng ta bấm vào chúng ta mở ra và xem ở trong có tờ giấy kẹt. Khi lấy ra là gì? Khi lấy hết giấy ra chúng ta đóng cửa lại và máy nó trở về cái trạng thái bắt đầu và tự động photo ra, là để dễ dàng hiểu cái tình trạng kẹt giấy của máy photo. Thì trước khi chúng ta cho giấy vào ngăn giấy photo, chúng ta có thể thanh tơi những tờ giấy ra để những tờ giấy không dính vào nhau. Đấy, và chúng ta cho vào cái ngăn giấy, và khi cho vào ngăn giấy chúng ta phải để giấy ngay ngắn và ép sát hai những cái mép của khay để ôm vào tờ giấy. Chúng ta đẩy. Chúng ta không sử dụng những cái tờ giấy lạ mà quá nhỏ. Khi mà giấy nó nhỏ quá thì máy kéo lên thì cũng không thể mà kéo lên để photo được. Còn là những sử dụng những cái giấy lạ thì chúng ta phải gỡ hết ghim ra. Đấy, chú ý luôn gỡ sạch ghim trước khi cho vào khay giấy để photo.